Pepsi ông lớn sinh sau đẻ muộn của làng giải khát thế giới. Pepsi được xem là một trong những thương hiệu đồ uống có ga nổi tiếng nhất trên thế giới. Không chỉ bởi sản phẩm chất lượng mà còn vì những chiến dịch quảng cáo ấn tượng và cuộc đua không hồi kết với đối thủ cạnh tranh Coca-Cola. Với việc sản xuất ra thức uống Pepsi, PepsiCo đã tạo ra được mức doanh thu khổng lồ với lợi nhuận tính bằng đơn vị tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hành trình vươn tới đỉnh cao của công ty này cũng có khá nhiều thăng trầm. Vậy, sự ươm mầm và vươn mình một cách mạnh mẽ của PepsiCo diễn ra như thế nào? Hãy cùng theo dõi những thông tin thú vị nhất về PepsiCo trong video sau đây. Khởi nguồn là đồ uống healthy. Trước khi được biết đến là thức uống nổi tiếng với tên gọi Pepsi, nó được gọi là Bread's Drink, được tạo ra bởi dược sĩ địa phương Caleb Bradham ở Newbern, Bắc Carolina vào năm 1893. Với hy vọng lặp lại thành công của Coca-Cola, Bradham đã đặt tên cho đồ uống của mình là Pepsi Cola vào năm 1898. Ông chính thức bắt đầu phục vụ Pepsi Cola tại hiệu thuốc của mình ở góc đường Middle và Pollock trong trung tâm thành phố Newbern. Điều mà Bradham tự hào là khách hàng rất thích loại đồ uống này vì nó ngon và không chứa các chất gây nghiện như đa số các loại nước ngọt thời đó. Không những vậy, thức uống này còn tốt cho tiêu hóa, giống như cách mà enzyme pepsin tác động tới cơ thể. Công ty Pepsi Cola ra đời. Nhận thấy tiềm năng của đồ uống này, Bradham quyết định dừng hẳn việc bán thuốc và tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực sản xuất nước giải khát. Năm 1902, ông thành lập công ty Pepsi Cola ở sau hiệu thuốc của mình và bắt đầu áp dụng chiến dịch marketing. Vào mùa hè năm 1903, ông đã đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế cho công thức, sau đó bắt đầu bán siro soda của mình cho các hiệu thuốc và các nhà cung cấp trên khắp Bắc Carolina. Năm đó, Caleb đã bán được 7.968 gallon siro với dòng chủ đề phấn khích, tiếp thêm sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa. Năm 1904, ông mua một tòa nhà ở Newbern được gọi là nhà máy giám mục với giá 5.000 đô la và chuyển tất cả các hoạt động đóng chai đến địa điểm này, doanh số tăng lên 19.848 gallon chỉ sau một năm. Do nhu cầu ngày càng cao, tháng 1 năm 1905, Caleb đã thành lập chuỗi nhượng quyền thương mại đóng chai đầu tiên ở Charlotte và Durham. Vào tháng 1 năm 1908, doanh số bán hàng tăng vọt, vượt xa mong đợi của Bradham. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, ông đã khai trương tòa văn phòng Pepsi Cola đầu tiên tại Newbern. Công ty đã mở rộng đến 240 cửa hàng nhượng quyền trên khắp 24 tiểu bang và tổ chức hội nghị nhà đóng chai đầu tiên vào tháng 1 năm 1910. Pepsi trong thời kỳ chiến tranh. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Bradham đã phải đối mặt với khó khăn khi giá đường tăng cao do khan hiếm, Pepsi Cola không thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Ông cũng đã thử thay thế nguyên liệu tạo ngọt khác nhưng đều không thành công vì hương vị của chúng không bằng được sản phẩm ban đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc, giá đường tăng mạnh gấp 10 lần. Bradham đã mua một lượng đường lớn với giá cao vì ông dự đoán giá đường sẽ còn lên mạnh hơn nữa. Nhưng thật không may, thị trường bão hòa vào cuối năm 1920 khiến giá đường sau đó giảm mạnh. Đây trở thành một yếu tố góp phần vào sự sụp đổ của công ty Pepsi Cola ngày 31 tháng 5 năm 1923. Tài sản của ông bao gồm cả công thức Pepsi Cola đã được bán cho Royce Megazel, một chủ ngân hàng phố Wall. Bradham quay trở lại cửa hàng bán thuốc của mình và qua đời 11 năm sau đó. Sụp đổ và hồi sinh. Megazel đã tái cơ cấu công ty của mình thành công ty Pepsi Cola quốc gia. Nhưng sau 3 năm thua lỗ liên tục, ông phải tuyên bố phá sản. Cùng năm đó, Megazel gặp Schlinger, Wood chủ tịch của Lockheed, công ty kinh doanh kẹo và nước giải khát tại New York. Wood có một vài bất đồng với Coca-Cola nên quyết định mua lại Pepsi Cola để phát triển thương hiệu và giành lại thị phần trên thị trường nước giải khát. Wood nhanh chóng đưa thương hiệu ra toàn cầu bằng cách thành lập công ty Pepsi Cola ở Canada vào năm 1934 và ở Cuba vào năm tiếp theo. Ông cũng đã chuyển toàn bộ hoạt động của công ty ở Mỹ đến Long Island City, New York. Năm 1936, Pepsi Cola Ltd. ở London bắt đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong năm đó, quyền sở hữu của Wood với công ty đã bị Lotte tranh chấp do ông sử dụng nhân viên và tiền của Lotte để vận hành Pepsi Cola. Sau 3 năm, Lotte đã thắng kiện và Wood buộc phải từ chức, tuy nhiên ông vẫn được giữ lại với tư cách là cố vấn. Pepsi Cola trở thành một công ty con của Lotte Inc. và James W. Kepner đã được bầu làm chủ tịch. Nhưng không lâu sau đó, ông đã bị thay thế bởi Walter S. McGeer, một nhà điều hành từ công ty chứng khoán Phoenix. Vào năm 1940, Pepsi Cola đang phát triển mạnh ra nước ngoài và Lockheed đã quyết định sáp nhập với công ty con này. Sau đó, vào năm 1941, công ty mới được thành lập với tên công ty Pepsi Cola để tận dụng sức hút của thương hiệu.
Đồng thời, cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Một thế hệ mới. Năm 1962, Pepsi Cola chính thức rút gọn thành Pepsi. Một năm sau, Kendall tiếp quản công ty. Sự mở rộng của công ty ra ngoài thị trường nước giải khát bắt đầu vào năm 1965 khi Kendall gặp Herman Lay, chủ sở hữu của Frito-Lay, tại một hội nghị cửa hàng tạp hóa. Ông đã đề nghị sáp nhập với nhà sản xuất thực phẩm đồ ăn nhẹ có trụ sở tại Dallas này và thành lập PepsiCo, Inc. Vào thời điểm sáp nhập, Frito-Lay đã có những sản phẩm nổi tiếng như khoai tây chiên của Lay's 1938, phô mai Cheetos 1948, khoai tây chiên Ruffles 1958 và bánh quy Rolled Gold được mua vào năm 1961. Việc gia nhập này đã giúp PepsiCo đạt doanh thu 1 tỷ đô lần đầu tiên vào năm 1970 và chuyển đến trụ sở mới tại Purchase, New York. Trong thời kỳ giữ chức chủ tịch tập đoàn Pepsi, Kendall đã tập trung mở rộng thị trường nước ngoài. Ông đã đàm phán thành công Hiệp định Thương mại với Liên Xô vào năm 1972 dựa trên thành công của Pepsi Cola ở Mỹ. Hai năm sau đó, Pepsi đã mở nhà máy đầu tiên tại Liên Xô. Sau đó, Kendall mua lại hai chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng Taco Bell vào năm 1977 và Pizza Hut vào năm 1978. Đương nhiên, các công ty con mới này đã trở thành cửa hàng chính cho các sản phẩm của Pepsi. Bên cạnh đó, ông cũng đa dạng hóa các lĩnh vực bên ngoài ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống như đưa North American Van Lines mua lại năm 1968, Leeway Motor Fry và Winston Sporting Goods vào đế chế PepsiCo. Vào cuối thập niên 1970 đầu thập niên 1980, Pepsi tiếp tục quảng bá thương hiệu của mình với chiến dịch Pepsi Generation nhắm đến giới trẻ và Pepsi Challenge nhằm thu hút người tiêu dùng lớn tuổi thông qua các buổi nếm thử sản phẩm tại cửa hàng. Năm 1984, hãng đã đề nghị với Michael Jackson, một ngôi sao âm nhạc đang rất nổi tiếng với album Thriller, trở thành đại diện cho thương hiệu của mình và đạt được thành công lớn. Sau đó, hãng tiếp tục hợp tác với các nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng để quảng bá sản phẩm trong những năm tiếp theo, bao gồm Tina Turner, Joe Montana, Michael G. Fox và Geraldine Ferraro. Công ty cũng đã mở rộng sang thị trường đồ uống thể thao như kết hợp với thương hiệu Gatorade, nước đóng chai Aquafina, đồ uống năng lượng âm, Sting, Mirinda hay thậm chí cả cà phê Starbucks. Có thể nói, Pepsi giờ đây đã phát triển vượt xa những gì cha đẻ thức uống Pepsi, Caleb Bradham từng tưởng tượng. Năm 2022, doanh số của PepsiCo đạt hơn 86 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó của đối thủ Coca-Cola chỉ là 43 tỷ đô la Mỹ. Kết thúc quý 2 năm 2023, doanh thu của Coca-Cola đạt mức 11,97 tỷ đô la Mỹ, trong khi doanh thu của PepsiCo đạt mức hơn 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, tức vẫn giữ mức gấp đôi doanh thu của Coca-Cola. Pepsi Coca-Cola, cuộc cạnh tranh không có hồi kết. Từ lâu, việc Pepsi và Coca-Cola cạnh tranh với nhau đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng, nhất là khi hai thương hiệu này cạnh tranh không ngừng nghỉ và trên mọi mặt trận, từ việc cho ra mắt sản phẩm mới cho đến việc quảng cáo và tiếp thị trên truyền thông. Bất kể chỗ nào, chúng ta cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng của hai thương hiệu này. Đầu tiên chính là cuộc chiến giảm đường của hai tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới này. Khi các sản phẩm ăn kiêng, ít calo trở nên phổ biến thì những phiên bản diet của Pepsi và Coca-Cola lần lượt được ra mắt. Và cuộc chạy đua của hai thương hiệu này đã được thể hiện trong việc bỏ những khoản tiền khổng lồ trong việc marketing. Nếu như Pepsi chi thêm nửa tỷ đô la Mỹ thì Coca-Cola đã sẵn sàng bỏ thêm 1 tỷ đô la Mỹ cho việc tiếp thị này. Tiếp đến chính là cuộc chạy đua trong quảng cáo. Theo thống kê thì Pepsi đứng vị trí thứ 5 trong danh sách các video quảng cáo được ưa chuộng, trong khi đó thì Coca-Cola chỉ đứng thứ 8 mà thôi. Điều này cho thấy được sức mạnh quảng cáo mà Pepsi có được thực sự không phải dạng vừa đâu. Một trong những màn cà khịa đỉnh cao phải nhắc đến của Pepsi với đối thủ chính là quảng cáo trong chiến dịch The Joy of Pepsi. Đoạn quảng cáo bắt đầu với sự xuất hiện của một cậu bé đứng trước máy bán nước tự động của Coca-Cola là lần lượt bỏ từng đồng xu một để có được hai lon Coca cho mình. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên vì tại sao trong một quảng cáo của Pepsi mà lại có sự xuất hiện của Coca-Cola ngay đầu tiên với sự lựa chọn của cậu bé. Tuy nhiên, tất cả đã được giải đáp khi cậu bé này đứng trên hai lon Coca để có được một lon Pepsi. Đây thực sự là một màn cà khịa cực gắt của Pepsi với Coca-Cola. Có thể thấy được rằng việc cạnh tranh giữa hai thương hiệu này sẽ còn tiếp diễn mãi mãi. Không chỉ trong truyền thông mà cả sức ảnh hưởng, doanh thu, lợi nhuận cũng như tất cả mọi mặt trận khác. Sự hiện diện của Pepsi tại thị trường Việt Nam. Năm 1994, ngay khi Mỹ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam, những chai Pepsi đầu tiên đã lăn trên băng truyền của nhà máy công ty nước giải khát quốc tế IBC, tiền thân của PepsiCo,
nay là Suntory PepsiCo Việt Nam. Việt Nam khi đó mới mở cửa nền kinh tế thị trường, khái niệm FDI vẫn còn xa lạ và khả năng thành công vẫn là một ẩn số với các doanh nghiệp ngoại. Nhưng với kinh nghiệm dạn dày, PepsiCo kiên định kế hoạch vào Việt Nam, trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đặt niềm tin vào thị trường này. Minh chứng cho cam kết lâu dài của mình tại Việt Nam, PepsiCo và sau này là Suntory PepsiCo đã đầu tư lớn vào thị trường. Từ 110 triệu đô la Mỹ 1998 đến 1999, thời điểm tái cấu trúc với 100% vốn thuộc về PepsiCo, hãng đã mua bán sáp nhập cũng như xây mới nhiều nhà máy triệu đô tại Cần Thơ, Bắc Ninh, Quảng Nam. Trong những năm trở lại đây, ước tính Suntory PepsiCo đã đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Sau gần 3 thập kỷ phát triển tại Việt Nam, Suntory PepsiCo hiện đang là công ty nước giải khát hàng đầu với 5 nhà máy sản xuất, cung cấp việc làm cho gần 3.000 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp. Trên đây là video về ông lớn nước giải khát Pepsi mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những thông tin thú vị về một trong những công ty hàng đầu về sản xuất nước giải khát. Nếu các bạn biết thêm thông tin thú vị về Pepsi, hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi.